đông lạnh các bạn. Cho em xin gửi nhờ tí nhá. Em mua cân thịt ạ. Chào các bạn, chào mừng các bạn quay trở lại với nội dung tiếp theo của Giàng A Pháo. Và đây là những thước phim, những video mà bọn mình quay tại tháng Chạp các bạn. Một trong những năm mà vừa xong Covid. Năm nay thì cũng y hệt vậy thôi. Thường thì phải đến 5 năm rồi. Cứ tầm Tết này thì mình đã dành cho những phần quà dành cho những hộ neo đơn và khó khăn. Và nay thì cũng một phần quà Tết các bạn, chị đã 1.300.000 đồng mà anh gửi các bạn. Số tiền còn lại mình sẽ sắm cái số quà 1.300.000 này cho một hộ gia đình, đó là tên là Trường các bạn nhé, trên 7 tuổi. Cao một quà này. Các bạn, đội hành trình mình đi thì mình sẽ quay lại một chút cái hành trình mình đi. Con đường mình đi ngày nay là đường đổ bê tông, đường nhựa các bạn nhé. Vào cuối buổi chiều thế nên là đi thì gặp rất là nhiều những cặp vợ chồng, những hộ gia đình và bà con mình đi làm về. Đó, tầm này cũng rét mướt các bạn ạ. Nương, khu vực Lào Cai hiện tại là người ta đang phát như thế này các bạn, để trồng chuyển đổi mục đích sử dụng. Chuyển đổi mục đích trồng thôi các bạn, đó chính là chuyển từ những cây bồ đề như này này sang cây quế các bạn, và sang đối diện các bạn xem. Đó, chút nữa người ta còn giữ lại một cái vạt rừng này để còn giữ nước các bạn. Ở dưới kia hạ mà ở dưới hạ nguồn còn có nước. Vậy các bạn, mình đã đến đây rồi. Và ông tên là Trường đúng không? Vâng vâng. Đấy. Con mua đồ ở ngay đầu đường ấy, người ta bảo là bọn này mua đồ làm gì? Thì người ta bảo là gì? À, bảo đi tặng một ông cụ ở một mình. Thế người ta đoán ra ngay là ông. Vâng vâng. À. Này, ông ăn nấu cơm chưa ông? Mà tí mình nấu ạ. Tí mình nấu. Vâng vâng. Vâng. Đây là nhà của cụ của ông tên là Trường các bạn. Năm nay ông bao nhiêu tuổi ông nhỉ? 70 chứ ạ. 70. Mình sẽ đứng xa một chút để các bạn xem được cái toàn cảnh của ngôi nhà này các bạn nhé. Và ngày nay thì cái phần quà mà mình đưa đến đúng như mà hôm trước ông có mong ước đúng không ạ? Ông ơi, con mời ông ra đây. Đó chính là xin ông bỏ qua hết mọi thứ tôn nghiêm của bản thân các bạn, là xin các anh một bữa thịt hoặc có xin một ít thịt. Và ngày nay thì mình có mang đến các bạn, và đúng như cái lời hứa của mình, đó là mang một chút quà đến cho ông để đón Tết trong năm nay. À, xuân 2023. Con ơi, ông ơi, dạ. con mời ông ra đây ạ. Vâng vâng. Nay thì con mang những cái thứ đến với gia đình mình, đến với ông đây. Vâng vâng. Còn đây là con gái của ông đúng không ạ? Vâng, con gái. Đây là chị Ngọc, bữa trước thì một mình cũng nói chuyện qua để biết rồi các bạn ạ. Còn đây là một cái bác hôm rồi. Bác đi đưa về đâu. Đây là bác hôm rồi là đưa bọn mình vào đây, thế nên mình mới biết hoàn cảnh của ông đấy các bạn. Đấy. À, ông ơi đây này. Dạ. Ngày nay con mua cho ông đệm này. Vâng. Gạo này. Vâng. Những cái thứ này là con mang đến chủ yếu hiện tại bây giờ là mục đích là để tặng ông. Vâng. Vâng. Còn ông tặng ai nữa, hoặc là cho con gái hoặc cháu của ông thì lúc sau thì ông lại phân bổ tiếp nhỉ. Vâng. Đó. Thì nay thì tổng cái món quà này thì trị giá 1.300.000 đồng ông ạ. Vâng. Đấy. Và con đã mua đệm này. Vâng vâng. Gạo này. Vâng vâng. Được rồi, tí mình vào đấy điểm qua tí ông nhỉ. Vâng vâng. Bây giờ không biết là ông có bê nổi cái ông hộ con tí nhá, để con cởi đi. Vâng. Đấy, để con xem. Ồ,
Hôm qua lúc con về thì ông có ăn thêm được gì không? Không ăn được tí nào. Không ăn được tí nào? Vâng vâng. Chết rồi, không ăn được tí nào thì bây giờ tình hình thế nào? Tình hình nào là ông không ăn được? Mà ăn yếu lắm. Ông ăn yếu lắm ạ? Vâng. Vâng. Bây giờ các anh ấy đến, con nói với bố là bố bỏ, thứ nhất là bố bỏ thuốc lào đi, thứ hai là nữa là bỏ ớt, bỏ ớt đi. Đây là cái đệm mà nó cũng không phải là đệm quá đẹp đâu ông ạ. Vâng, vâng. Nhưng mà nó cũng ấm đấy ông ạ. Tí để mình vào lên đấy mình xem. Chú cho thì đây cũng là cảm ơn đấy. Vâng ạ, tí mình đến đây mình giải ra. Vâng. Ông cũng hộ con cái cồng kềnh trước đi. Đến. Những thứ nặng này để con mang vào. Vâng vâng. Đây ông cụ mang cái đệm vào nhà các bạn nhé. Xem là để đấy trước đã. Wow, có đi nào. Vâng vâng. Ông ơi. Dạ. Thịt. Vâng vâng. Cháu mua có đúng 1 cân thôi. Vâng vâng. Cá mắm cháu mua 1 cân thôi đấy. Vâng vâng. Đấy. Ông xem có đi được không? Đi được. Vâng. Cứ đi, cứ đi. Đi trong đấy các em bé sang đây nhá, các em bé có kẹo đấy. Thì con bé thì là sang đây thì chú cho kẹo. Đây là những thứ ông ơi. Dạ dạ. Năm ngoái ông đón Tết ở đâu? À, đón ở đây chứ. Ở nhà này luôn á? Vâng. Trước cái bà còn sống thì ở bên kia, chứ bà mất đi rồi thì ở bên này. Ở cái nhà mái đỏ đấy ạ? Vâng, vâng. Năm ngoái có cả con trai à? Vâng, có cả thằng... Con bảo này chắc là năm nay con đến giúp ông như này thôi, nhưng mà đến Tết chắc là ông phải chuyển về ở với con trai chứ? Vâng, chả biết cô về không biết thế ạ. À. Vâng. Thế sao bây giờ thời điểm này ông lại ra đây ở mình? Ôi, ở đây chứ nó ấm hơn. Ở đây ấm hơn? Vâng. Thế bên đấy... kia thì nó rét, mà nó đang có... hai đứa cháu với lại ba bác cháu nó thì nó chật. À chật. Vâng vâng. Đây là có mì tôm này ông này. Vâng vâng. Đây là những thứ này là đúng như lời hứa hôm qua cháu chuyến hôm trước cháu đến ấy. Vâng. Cháu mang tới ấy, ông ạ. Vâng vâng. Cá mắm. Vâng. Và những cái thứ cần thiết ông ạ. Vâng vâng. Cái thứ cần thiết thì để cháu thôi, để tí cháu vào cho cất cho ông. Vâng vâng. À cái gói này cháu nhìn thấy là cái chị mua, cái chị bán hàng ấy lại cho nhầm. Vâng vâng. Cái gì bác? Chị bán hàng lại cho nhầm và cho nhầm túi. Vâng vâng. Đây. Đấy kẹo. Cái này nó phải ở cái túi này cơ. Vâng vâng. Đấy. Đây các bạn. Vâng vâng. Con mua này. Bà bánh này, mứt tết này. Vâng vâng. Mấy thứ đơn giản thôi không ạ? Vâng vâng. Còn một ít kẹo lẻ này cháu mua cho các em bé này. Vâng vâng. Bây giờ cháu phát cho các bé xong là thỉnh thoảng bé sang chơi ông lại cho các bạn đấy nhá. Vâng vâng. Đấy. Vâng. Mẹ. Vâng. Chào bà. Hôm nay khỏi đi xách gạo. À. Sáng nay xách chưa được bán gạo đâu về. Mọi khi là xách gạo như nào ạ? Toàn đi xin đi chú. Em xin được 2 bát gạo nếp anh ạ. Toàn đi xin ạ? À? Đi xin đi. Ông khổ nằm đi không phải gì đâu. À rồi. Đấy. À đây đây. Đây. Xin bát chưa? Xin bát. Ờ đây. Bạn đây đây. Ờ rồi. Ông này ông khổ từ trước đến nay rồi. Ông khổ từ trước rồi ạ? Khổ như nào bác? Ông nghĩ có toàn phải đi xin thôi. Cảm ơn con rồi. Này cô đường. À, ông lấy cái bánh như này dễ ăn đi. Vâng vâng. Trông nữa ông xem nhé. Ăn đi. Đấy bà cho. Đấy bác cho bà cho. Nè. Đấy đưa nhặt lấy. Ông ở đây. Dạ. Ông một túi này nhá. Vâng vâng.
Đây, đây một túi của ông. Ông còn đằng kia nữa cơ. Cái này là quyền lực mềm ông ạ. Khi nào con cháu sang là ông lại cho các bạn ấy một cái. Xin ra từng bát gạo ơi cháu ạ, không phải gì đâu. Vâng, xin từng bát gạo cơ. Đấy, đi xin từng bát gạo này. Gạo đâu, nhà có làm gì? Nhà có nào ruộng đâu. Thế cô cho bao giờ chưa? Trước ngày cô cũng cho, nhưng mà bây giờ ông có sang ông xin đâu. Cô cũng chưa thăm ăn đi. Vâng. Ngại lắm bà. Chứ ngại bà thì rồi còn... Chúng ta nợ nào. Đấy, mới nhà mình ngã tư khỏi khổ. Thưa này đi xin gạo đâu. Túi. Trong nhà mà kinh nữa. Rồi. Anh vào đây ông chồng. Rồi mày đi vào đây. Mày ngủ đâu rồi? À, bạn này đi học về à? Ngủ ơi. Ừ. Ngủ. Đi đâu đây? Đây. Ừ, ông Trung có thích ông không? Đây. Cái mềm này đó anh. Đi lên cái mềm này đó anh. Cái cứng. Cứng thì không ngại rồi. Một rau, không chào cả bác à? Rồi. À rồi, mấy anh bạn hôm qua gặp đây. Bữa trước mình gặp đây, nay đi học về. À nay thì cũng vui một chiều các bạn nhé. Cái gì ạ? Mềm mà cho ăn, ăn cái kia kìa. Vâng. Đi bộ từ đây xuống trung tâm đấy. Vâng. Thế là khoảng độ... 7 cây. 7 cây đấy. Đi bộ 7 cây. À, mấy bạn này đi bộ 7 cây thì ghê đấy nhỉ. Mấy sáng sớm là các cháu nhà tôi đang nằm trên giường nó đi ngủ đi. Mày đặt đi trước rồi. Nó đi lại rồi. Em thế. Mày nhà mày có cái ôi êm vậy không? Không. Các bác cho ông ngoại đấy. Tụt máy ảnh. Với các bạn, cái hoàn cảnh của ông Trường các bạn nhé, cụ Trường gọi là cụ, năm nay 70 tuổi rồi, mà bữa trước thì mình đến thì biết, tức là hiện tại cái đây là các cháu ngoài của ông này các bạn này, và kia nữa là con gái của ông. Bữa trước thì một bạn khán giả của mình đưa cái thông tin, đó chính là đến, chính xác là mình đến để xem, tìm hiểu và giúp chị Ngọc đấy các bạn, và 6 người con. Tuy nhiên thì mình thấy cụ Trường thì làm lũ khổ hơn, thế nên là mình ưu tiên nay thì giúp mà cụ Trường trước các bạn, ông Trường trước. Rồi các bạn, mời các bạn đi cùng mình vào trong nhà và các thứ ngày hôm nay các bạn nhé, mình mang đến và giải cho ông cái đệm ngày hôm nay. Đó. Bữa trước thì mình còn nói chuyện nhắc đến bà thì ông còn nghẹn ngào khóc cơ và không ăn được cơm. Đó. Bữa nay thì chúng ta cũng biết được qua cái hàng xóm của chú của ông thì biết được là sáng nay và đến trưa nay thì ông đi xin cơ xin gạo đúng không ạ? Ông xin được bát gạo. Xin được một bát gạo. Một bát gạo về ăn. Dạ vâng. Đó, để xin được một bát gạo. Nhà cũng nhà không làm ruộng khổ lắm, hoàn cảnh khổ. Không mỗi thằng con trai thì đi làm xa mãi ở trong cái gì thì Huế. Cái Huế. Chứ anh ấy không gửi về để gì để giúp ông à ông? Là, thì con gửi về thì là giảm tiền lãi mới đi là có hơn tháng rồi. À gửi tiền về đóng lãi thôi đúng không ạ? Vâng. Rồi. Nếu mà vay mấy trăm triệu ngân hàng thì cháu ạ. Vay mấy trăm triệu à? Để làm cái làm ăn kinh tế gì ạ? Bốc đất ra đây này. Khổ. Nói chung là cũng để đi sâu vào trường hợp của cụ thì cũng ấy các bạn nhé, cũng hơi tế nhị, tức là cũng có con có cháu ấy, tuy nhiên là sau bà mất thì cái ngôi nhà của con trai các bạn bên kia. Bữa trước thì nếu như các bạn xem thì cũng đã nắm được thì ông chuyển về cái này thì hôm qua hỏi ra thì ông bảo là đời xưa là cái chuồng gà của tôi ông ạ, anh ạ, nay thì ông bà chuyển về đây để ở. Ở cái ngôi nhà bên cạnh ở nhà con trai thì người con gái ở trong ở bên trong khu bìa rừng gì đấy các bạn, có nhà có lều, nhưng mà tuy nhiên là nhà có lều bị sập đi rồi,
mưa gió hoặc là thiên tai bị sập các bạn ạ, cho nó chuyển xuống lên đây ở đó, trông nhà cho anh trai và chị cũng đã chuẩn bị một khu nhà dựng các bạn. Tuy nhiên là cận Tết thì mình cũng không có giúp được, cái đấy thì mình tính sau Tết Nguyên Đán đi. Rồi bây giờ vào trong nhà và giúp ông giải đệm và các thứ nhé các bạn nhé. Mấy ông ơi, dạ. Liệu bọn này gấu đủ ăn Tết không? Đủ ạ. Nói rất tiếc là ông ạ, thế là con cũng không chu đáo được, thì là con chỉ mua được gạo tẻ thôi. Vâng. Hay chưa sắm cho ông được tí gạo nếp nào để đánh. Vâng. Đấy, tiếc quá ông ạ. Vâng, thôi gạo tẻ cho nhậu. Vâng. Đây, sẽ bóc đây. Vâng. Đâu để ra đây để... À, bây giờ nào? Ra trước à? Thôi cái này cái để đi. Mình lấy cái chiếu ra cho. Cái chiếu ra ngoài xong là mình bỏ ôm ra ngoài. Ừ, rồi. Lấy mày. Mấy ôm ra ngoài mới để. Mình ông ơi từ từ để con mang cái chiếu ra để chăn màn ra ngoài mới được không ạ? Vâng. Con mang cái chiếu này ra được không ông? Được ạ. Để con mang cái chiếu này ra nhá. Vâng ạ. Bỏ cái tạm ra ngoài kia đi. Không, để đây thôi, để đến trên chút này. Ừ, này, cái kia thì để chắc đây được cái sao. Đấy, để ra ngoài này cho rộng. Để ôm cái chân này ra ngoài. Đấy. Này. Mạnh ôm chân ra. Đấy. Ôm chân ra. Ai, nặng nặng. Nặng. Con. Này có phải bỏ chiếu lên trong chúng nhỉ? À ông ơi, hay là như nào cái đệm này ông còn dùng được không? Hay là mình giải cái đệm kia lên cái đệm này? Vâng, được đấy. À, cái này thì cho cháu con bé nó cầm về bên nó giải. À vâng, vâng, thế được rồi, thế con mang ra ngoài. Vâng. Thì ông sẽ ngủ cái đệm mà đẹp hơn đúng không ạ? Ok. Giống như là... Rồi, cô. Tối nay có bạn nào về đây ngủ với ông không? À, có chứ. Có chứ không? Anh nói vậy à? Cháu có chứ, cháu có chứ. Ờ. Ê, không phải đâu cháu, ta giải lại. Ờ. Nhớ tối nay đứa nào mới sang đi ngủ. Mấy ông. Nhưng mà ăn chưa không? Chưa rồi. Đấy. Bây giờ vẫn phải giải một cái lớp gì nữa không ạ? Chú xem. Chả phải giải nữa chú ạ. Cái này nằm nó êm. Êm được chưa? Êm nữa. Ngồi đây là kia. Vâng vâng. Nè, cơm cho mày nấu cơm cho. Mày thấu nấu rồi đó. Ngồi nè, mất kia đấy bà. Mẹ để cho ông. Cái nó mềm mềm để hay sao nhá. Đấy không ạ? Vâng vâng. Bây giờ thì khả năng là ông phải bỏ một hai cái chăn đi, không thì nhiều quá. Vâng vâng. Cháu thấy là những cái chăn kia là nặng đúng không? Vâng vâng. Có thì gấp gọn để bên cạnh. Vâng vâng. Ơi con xem nào. Vâng vâng. Chăn này thì nó đắp thì nó rét thì phải đắp hai cái mới nó mới ấm được. Ấm được ạ. À, thế được rồi, thế để lại chăn cho ông nhé. Vâng vâng. À thế hợp lý thôi nhỉ. Vâng. Mấy cái. Gối ông coi chưa? Cuối thì cũng đâu chưa có á, không biết đâu. Có một cái chăn làm gối không nhỉ? Mở vào. À đằng kia kìa, con thấy đằng kia có gối đúng không? Vào ngoài kia ôi gối đỏ đỏ kìa. À vâng. Yeah. Một cái nhà mềm 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 dễ cho ông bú. Mày cứ ăn gì thường. Cái nào mềm mềm để cho ông. À ông ơi. Dạ. Cái kẹo kia ông cứ để cho bọn trẻ con một phần hoặc như nào thôi đây. Cái cục của ông con mua đây rồi. Vâng vâng đấy. Lấy đúng mâm sách này bên bên nhé. Ông ơi. Vâng vâng. Vâng vâng. Cái này mềm hơn này. Thế rồi mạnh sách tí nữa sách về bên nhá. Ồ, con nghĩ là đây là sô cô la, hóa ra không phải. Đây là một loại kẹo ông nhé. Vâng vâng. Đây.
Vâng. Cái kẹo này mềm này, à cái bánh này mềm không này? Vâng. Nó ghi này là mềm đấy. Ờ cái này mềm. Cứng. Vâng. Cái này cũng bánh trúc bay. Đó, con để đây cho ông này. Vâng vâng. Không chả biết nói gì thôi, cũng cảm ơn các chú. Mất Tết không ạ? Vất vả. Vâng. Mất Tết để có một tí không khí Tết nhé ông nhé. Vâng vâng. Không chẳng biết là ông bày điên ở đâu nữa con nào. Vâng, cứ để nó lấy ạ. Để đây vậy. Vâng vâng. Đệm xong đúng không? Vâng vâng. À, bây giờ ông cất những cái thứ này kiểu gì? Vâng, bây giờ tí nó cho vào dây để trên chốc này nè. Vâng. Cất luôn đấy ạ. Vâng. Hay là dao để trong này không? Dao gạo để đến đây ạ. Đến đây á? Vâng vâng. Để đây được không? Để đây, để nó gần người không có nó chuột á. Chuột là nó cắn á. À rồi. Vâng vâng. Đây, mạnh hơn cục, cầm cái này. Đúng rồi chú ạ. Vâng. Mình đang bóc. Sao ăn à? Chứ còn những cái thứ này để đâu không? Dạ, cái này thì để dây ạ. Mắm muối mình chứ. Mà mắm. Đấy ạ. Cái này cho cháu con gái nó cho. Con gái cho ạ? Vâng, con Nga Thủy. Cháu con Thủy. Nặng quá. Nặng cái đập nó nặng lắm. Ai tí nó mạnh. Muốn cho lấy cái chân này về này, về bên mà đắp mày. Ông đắp hai cái được không ạ? Vâng, đắp hai cái ạ. Vâng, cái nó nặng. Vâng. Mạnh rồi, Vũ. Cho các bạn kia này cho. Mà vâng. Mà. Ông ơi, dạ. Con lửa đâu để con nhóm bếp cho. Vâng, nhóm đường được đây ạ. À đây đây, con nhìn thấy rồi. Vâng vâng. Cậu cứ đi vào gạo nhá. Vâng vâng. Con nhóm bếp cho. Bố mày đi sao mày vo gạo cho ông ấy bố. Thì ông định làm như thế nào ông? Dạ, cho vào rang, không cho tí nước mắm mà ăn dần đấy. À, rang cho tí nước mắm ăn dần. Vâng. Vâng. Nên mới xong mình vo cho ông ấy. Bữa trước thì mình đến các bạn là ông ăn một bát canh với lại là mình thấy là một cái tô nhỏ ớt. À, một bát nhỏ ớt. Ông bảo là cho nước vào ông. Mình xong ông ăn ớt không ạ? À? Vâng, ăn có tí nước ạ. À. Nước cay, hơi cay cay ạ. Hơi cay cay? Vâng. À, để chan nhé, hơi cay cay. Để chan ạ. Vâng. Bây giờ nhé thì con đi vò cho này. Tức là thịt sẽ phải thái, ông có thớt gì không? Thớt là bên kia. Thớt bên kia? Vâng. Thế đủ các cháu rồi à? Mà vâng. Này khó nhè. Rồi, đâu cái nồi đâu ông? Đang để sau. Đó, đó, để con đi, để con đi. Con để đây đi bo chỗ ai, để chú đi bo ngại lắm. Ngại lắm ạ? Vâng. Thôi ông ngã đi ông ạ. Vâng. Đi khập khiễng là ngã đấy, để còn vò.
Nãy thì ông đong gạo các bạn, cái chỗ này là một bát, nếu mà nấu lên thì được với một bát gạo nhé, nấu lên thì khả năng được 4 bát rưỡi cơm. Thì trong một ngày ông ăn trong một nồi này các bạn. Bữa trước thì ông bát gạo nó phải ăn gần buồn ngày mai mới hết chứ. Bát gạo ăn ngày mai mới hết đúng không ạ? Vâng. Cả ngày mai đúng không ạ? Vâng. Dạ vâng ạ. Vậy thì thịt đâu để con thái luôn cho ông? Vâng vâng. Thịt đây ạ. Con thái cho vào nồi nào, ông có nồi không? Có nồi ạ. Vâng, để à thôi được rồi, thế thì con đi đưa cái này về xong là bắc lên bếp trước đó, nhưng không thì nó lại dở đúng không? Vâng. Rửa thì con rửa được luôn thôi, nhưng vấn đề là có thớt đấy không? Thớt thì bên cháu Ngọc bên kia. Vâng. Đây là cái nồi cơm của ông. Thực tế đây là một cái nồi nấu canh thôi các bạn nhé. Thế nhưng mà nấu cơm nữa thì nó phải là cái nồi nhôm dày hoặc là gang ấy, chuẩn. Biết là gạo này cái lượng nước nó như nào thì lấy ngón tay ra thôi, lấy mấy nhiều nhiều một tí, nếu có ấy ra nữa thì mình sẽ chắt. Con đong nước này nhiều quá không? Cái này được đấy. Vâng. Không nữa thì con đang bảo là cho nhiều tí, không nữa thì mình chắt. Vâng. Bây giờ ông phải cho con cái nồi to. Vâng, nồi to thì đây cái mấy cái nồi này là gì ạ? Đây cái nồi đấy. Vâng, để con rửa con cho thịt vào đấy, không là không hết. Vâng. Ông đang định chọn một cái nồi tương tự nhỏ nhỏ như này các bạn ạ, nhưng mà không hết đâu. Đây ạ. Đó, con xem nào. À rồi. Thịt đây đúng không ạ? Vâng ạ. Ông có dao không? Dao phanh ở bên kia. Cũng ở bên kia? Vâng vâng. Thôi được rồi, thế thì ông cứ ở đây. Có tiền mà mua lấy con. Ờ. Thế hôm qua ông không nhắc con luôn? Vâng. Hôm nào chú xuống chú xem có cái dao cũ cũ này chú cho con. À rồi, hôm nào chú xuống là chú cho con dao cũ cũ đúng không? Vâng vâng. Chắc là từ đây đến Tết thì khả năng con không thu xếp được thời gian đâu ông ạ. Vâng vâng. Vì còn nhiều hộ gia đình khác nữa. Vâng vâng. Ngoài kia tối có không ạ? Vâng. Có mượn cái thớt về đây. Vâng vâng. Thớt to chứ ông nhỉ? Vâng, cháu nó mua tận trên Lào Cai. À có dao nữa. Vâng. Thế mà bây giờ cháu sẽ thái để rang đúng không? Vâng vâng. Rang tí nữa cho tí nước mắm mà cho tí bột canh vào hay là ăn gần nữa. À rồi. Vâng. Đó. Nói chung là ông muốn rang. Vâng. Ông không có con dao nào thì kiểu gì ông nhỉ? Cháu có dao nào? À, hàng ngày nếu nấu ăn thì ông lại sang bên kia ông lại phải sang cái mượn. Mà thế thành ra cái nhà kia là nhà của ông chứ đúng không? Là của cháu ngày xưa, còn đây là cứ ở bên này hết muộn. Ngày xưa thì ông ở đâu? Mà mỗi khi thì biến cứ ở đây thôi. Chỉ có mỗi bà mất thì bắt đầu mới con cái nó bảo giờ mẹ mất rồi thì bố về để đội sang mẹ. Thế bây giờ vào xong rồi mấy trăm ngày bắt đầu là lại về thế này. Cháu thấy hôm qua cháu thấy rồi. Mà cái bàn thờ của bà cụ ở bên kia đúng không? Vâng vâng. Còn cái bàn thờ mà có cái hai mấy bát hương ấy là bàn thờ của ông bà ông nội. Bà hai bà nội mới lại mà bà cũng là ông nội. À cháu thấy bên kia rồi. Vâng.
ông bà coi như là cũng mất hết cả còn ai nữa. Bây giờ chỉ dưới quê chỉ còn mấy ông chú nữa. Thế ngày trước là ông lên, ông sinh ra lớn lên ở Lào Cai này hay là ông đẻ ở dưới? Ngoài ở dưới Hưng Đạo, dưới Phú Thọ. À, ông đẻ ra dưới Phú Thọ. Ủa, ông xem nhá, cần cháy không ạ? Vâng. Sinh ra dưới Phú Thọ, xong rồi bà thấy mẹ con thấy ở trên dưới khổ quá, bắt đầu mới chuyển lên đây. Vâng. Thế nhập khẩu ấy, giờ mỗi chồng đoàn là chưa có khẩu. Vâng. Bảo Sơn thì cứ bảo là mày bây giờ bớt hết thời gian mày về quê thì mà xin cái giấy để mà lên đây mà còn nhập khẩu thì nó được chế độ, nhưng mà nó trả về. À, thế là thành ra hiện tại là ông vẫn là hộ khẩu ở Phú Thọ à? Không, cắt khẩu, chuyển khẩu đến đây rồi. Coi như là tất cả là bà là năm, bốn hay năm cái con là coi có khẩu rồi, có một đoàn là không có khẩu. À, có một anh là chưa có. Vâng. Anh ở sinh ra ở Phú Thọ. Không, cái thằng đoàn này là ở Tuyên Quang. Vâng. Nó chưa có khẩu. Con trai của ông ấy ạ? Không, con trai thì cũng có khẩu rồi. Thế anh Đoàn là anh nào ạ? Đoàn chồng anh Ngọc ấy. À, cái anh chồng hiện tại bây giờ à? Vâng. Chứ là anh đang đi làm ở Bắc Ngầm cái gì? Vâng. Là nó chưa có khẩu. Ờ. Bây giờ toàn làm tạm trú đấy. Vâng. Đây nó là mấy chú đây cũng chẳng có trộm cắp hay gì cả. Coi như không có rượu chè, không có trộm cắp. Nhưng mà cháu nghe là anh con trai của chú là vay mấy trăm triệu làm ăn, cuối cùng là không gặp thời hả ông? Vâng, đấy mục đất ở đây mẹ gan trả được, thế là cuối cùng giờ nó mới mắc nợ. Mục đất nhiều này để làm trang trại hay cái gì vậy ông? Ôi dồi, thế nó cứ rượu vào là nó búng lên thì bắt đầu là múc, thế là thuê ô tô, rồi cái bọn là máy múc là thuê ô tô chở, thế là mất, bây giờ nó nợ ngân hàng đấy. Mấy trăm triệu. Thành ra là bây giờ đi làm thuê trả nợ. Vâng. Cháu Sơn bây giờ nó cũng chính cái bệnh như của mẹ, nó cũng đúng cổ ba đô đô. À, có khi là ăn thiếu muối không ông? À, ba đô khác nhau nhá. Vâng. Thì là biếu cổ khác ấy. Vâng. Ba đô thì là bệnh chuyển hóa. Mà mất rồi đến 24 tháng 5 là Dũng Đầu lại bỏ tang. Vâng. Hôm rồi cháu vào cháu ở trong nhà cháu thấy rồi. Vâng. Có đúng cái nhà chị Ngọc hiện tại đang ở ấy. Vâng. 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 Bây giờ mà có củ gừng ấy thì cho vào thì nó thơm hơn. Vâng. Nhưng mà cháu thì không chuẩn bị đâu. Vâng. À, hình như có nước mắm đúng không ạ? Vâng. Cái gói của cháu mang này với có nước mắm đấy. Vâng. Được rồi, để cháu. Mày không về bên mà là con mò xong lên mình chịu vũ. Mày nói bảo cái gì mà gan mày lười. À, cái bạn bảo đi vò gạo không đi đấy à? Đấy. Không, có phải bạn vò gạo lúc nãy không? Có thằng anh thì nó chịu khó hơn chú ạ. Vâng. Còn thằng anh này có, lười anh, lắm. Anh này khoan thua à? Vâng. Này cho nước mắm mà chả phải cho một canh đâu chú nhỉ. Vâng ạ. Vâng, nước mặn này. Hình như là cho có cả mì chính đấy không ạ? Vâng, đây. Mì. Con dao cũng không được sắc lắm nên là cho thái cũng hơi vất vả này. Vâng. Bên kia còn một con dao nữa. Được rồi, chú vừa mượn ở bên đấy đấy. Đây không rồi, chú bốc vào đây cho các cháu. À, bốc này cho các cháu một chút đúng không ạ? Vâng. Vâng. Nhất trí ạ. Mình thấy thì coi như là nó cho vào rang một cái nồi bé đấy chú ạ. Dạ. Mà cũng rang một nồi bé đấy. À, không ông ạ, cứ nồi này đi. Vâng, vâng. À, rồi để cháu xử lý cho. Vâng. À, rồi ông chia cả mắm à? Vâng, cho các cháu nó. Thế thì có cái túi đúng không ạ? Vâng. Anh đi về, ông Vũ đi về xem có cái túi nào không? Cầm ở đây thì túi chia cho một ít.
Bú cầm bê. Đây chỗ cầm bê. Còn cái tế. Bú cầm bê. Nếu mà kịp ông ạ, để về sau chuyến này đi là từ đây thì cũng cận Tết lắm rồi các bạn ạ. Tháng chạp này thì mình còn theo lịch hàng năm thì cũng nên tặng các hộ gia đình khó khăn trên các bản vùng cao nữa các bạn. Này là ông là một trong những hộ gia đình được tặng quà Tết khá sớm. Chú Sâu là người được tặng sớm nhất, đó là gà. Và nhà chú Toản. Ông cho con một đôi đũa được không? Được ạ, đũa lấy đấy. À, đây con đây. Đấy đúng ạ. Vâng ạ. Mình thấy cái mũi con dao cậy không? À, được rồi. Con cho một tí vào nó cháy. Vâng vâng. Mèo nhõi về đi. Về nấu ăn đi, tí chú sang. Thằng bú mày láo lắm đấy bú ạ. Cho mì chính anh chú nhé. Rồi cho. Ông cho mì chính luôn á? Vâng. Thôi thôi để con làm cho. Vâng vâng. Đấy yên tâm. Vâng. Làm đúng ý ông là được đúng không? Vâng. Ông có rang khô không? Rang khô đấy. Rang khô à? Vâng vâng. Rồi ông chờ con một tí. Vâng vâng. Đôi đũa của ông nãy cho con đâu nhỉ? Đấy ạ. Đấy. Còn nhìn không ra đây cơ. Vâng. Bây giờ có thịt. Vâng. Ây à, nhưng mà không có rau ông nhỉ? Vâng. Mà đi kiếm được rau à. À, thế bình thường là nếu như mà hôm nay là con không mang các thứ này đến thì ông định đang chuẩn bị nấu món gì? À, ăn cái nước rau luộc của chó. À, nước rau luộc đây. Vâng. Nước rau luộc với một tí cơm nữa là xong, giải quyết xong vấn đề. Vâng vâng. Ây da. Căng quá nhỉ. Nhiều người nó yếu quá, không được bao nhiêu. Vâng. Đấy hôm bà ấy mất thế là đi viện mất một tuần ấy. Nằm ở trên viện Bảo Yên ấy. À nằm viện Bảo Yên. Vâng. Nằm ở khoa nào ông nhỉ? Ở khoa nội. Dạ nằm khoa nội. Vâng. Cái phòng mà có cạnh một cái phòng cấp cứu ấy. Bốn, có mỗi bốn bệnh nhân ấy. À phòng 1. Vâng. Cháu thằng Sơn đi rồi là thằng Thủy. Vâng ạ. Bố thằng cu lại lên đó, Ngọc cũng lên thăm bố. Vâng. Rồi bây giờ thấy từng chết mới đi trong một thềm mới là ngã bố ra ngoài thềm mới là cái con nó nuôi bệnh nhân mới sang gọi bác sĩ thôi, mà bên này cũng có bệnh nhân bị ngã ra, thế là sang rồi bảo cái người nhà đâu mà cháu Sơn nó về đến 8 giờ nó lên, thế là phải điện và cái đưa cả cái máy số điện thoại cho nó điện thì nó bảo là bệnh nhân này ngã đang cấp cứu, nhưng mà một giờ đêm cả vợ chồng thủy cách ba anh em nó lên hết một giờ đêm. Vâng ạ. Con đang sao của con lại rang cái nồi nó to này này. Vâng vâng. Rang nó dễ. Vâng. Không định cho cái nồi nhỏ con không biết làm. Vâng. Mày ơi, rang quán nó cắm có cái đường về. Thỏa là nó mệt quá lại cho vào nước uống. Không có đường chưa? Chưa. Ồ, nãy thì con không kịp, không nghĩ đến. Vâng. Bây giờ đường bây giờ chả biết bao nhiêu tiền mấy mà cắm ở đấy. À, nguyện vọng là ông bây giờ là muốn một gói đường nữa. Vâng. À, con đỏ này hình như là có kẹo không ạ? Vâng. Có kẹo, có bánh đấy thì... Nấu cháo, cho đường vào. À, nấu cháo cho đường vào. Vâng, dễ ăn, mà hút cơm mặn chẳng ăn bao nhiêu. Vâng.
cháu nấu cho nhiều nước mà thế là nó chỉ có hút chủ yếu là nước. Vâng. Cái này được chưa? Ông có muốn khô hơn nữa không? Khô rồi, cái này được rồi chú ạ. Được rồi đúng không? Mềm lắm. Đây qua các bạn, vừa hỏi ông thì là ra cái này được chưa? Ông bảo được rồi. Rồi bây giờ cháu nhá. Vâng, cháu cho một ít nước mắm vào là ngon lành ngay đấy ông ạ. À, từ ông ơi, con chưa có cho đúng không? Con cho tí nước mắm vào nữa là nó mới tuyệt vời được. Cho tí nước mắm vào rồi là con rang một tí nữa nó khô. Đấy, là tuyệt vời đấy. Thử trang mắm, tuy nhiên là thiếu hành. Hành lá, hành khô cũng đều được, tuyệt vời hết. Ồ. Cháu cũng là nam giới, cháu cũng không đi chợ, không biết mấy cái giá đấy đâu ông ạ. Chỉ biết là thỉnh thoảng này, dạo này là cái món tủ của cháu là thịt rang gừng. Gà thì cháu biết giá. Đấy. Thịt lợn cháu biết cái giá. Thịt lợn thì trung bình nhất là 100.000 một cân. Có nơi người ta bán thịt lợn bản thì có thể 120 đến 150. Thì thực sự ngon. Vâng. Vâng, cái đấy thì người ta lại bảo là lợn rừng cơ. Lợn nuôi ăn cái này ăn cái kia cơ. Thì nó đắt là phải không ạ? Còn thịt lợn trắng bình thường này thì trung bình là như vậy. Ồ, được rồi ông. Nghe đúng ý ông chưa? Vâng, có thấy vàng vàng rồi đấy. Phiền các chú quá. À, rồi tuyệt vời. Nồi cơm chín chưa ông? À, có cần đun lại lửa, đun lại được cái này không? Đun lại nước không? Không đun đâu đúng không ạ? Thế cái này có dập đi hay như nào ạ? Dập đi rồi ạ. Và thế còn là vun vào là nó sẽ tắt thôi đúng không ạ? À cái bát đó hôm rồi là ông ăn hết rồi. Vâng, đổ đi ạ. À đổ đi. Vâng. Không có cay quá dạ dày thì sợ nó lại lết lại thì khổ. Vâng. Hôm nay đúng như mong ước của ông nha, con quay lại đây và đúng lời hứa của con. Vâng. Tức là mang thịt về cho ông, tuy nhiên là hôm nay rất ít ông ạ. Vâng. Con cũng cân đối cái số tiền mà hôm nay mang mua quà cho ông. Dạ vâng. Con xin mời chú nhá. Dạ vâng ạ, con mời ông. Chú ăn cơm nhá. Vâng ạ. Mời các bạn ăn bữa cơm cùng ông cụ Trường các bạn. Trường. Đó. Tức là tuổi già xế chiều ông cũng không muốn phụ thuộc con cháu đúng không ạ? Vâng. Tự lực cánh sinh. Thế tuy nhiên là ông không có cái nguồn thu nào cũng hơi khó ông nhỉ? Vâng. Thế là như thế ở đây là không làm ruộng là con thấy hơi đau đầu ấy ông nhá. Vâng, không có nước ạ. Ruộng có hai đám ở dưới vườn cái mà không có nước ạ. Thế bây giờ là cái chỗ mặt bằng này có thể làm ruộng được không ông? Không làm được. Bằng này thì lấy nước ở ngoài khe nó khó. À, không có lấy nước. Được. Tức là cao quá. Vâng, nó cao quá nước không lên được ạ. Thế là con trai của ông là đang dự kiến là nếu mà san cái gạt cái mặt bằng này là làm cái gì ạ? Cháu cũng chẳng biết nó ngày mai rồi cháu nó làm cây sắn. Ồ, cây sắn và san gạt mặt bằng vài trăm triệu thế là đầu tư quá. Vâng. Cây sắn thì không ăn thua được.
nguyên cái bọn nhà cường mán nó đào bên thâu nó đào là nguyên của nó mất một nửa, mình thì là một nửa đấy. Vâng. Tức là so với hôm trước là ăn cơm nghẹn, nay là nó có tí nước canh. Vâng, có tí nước canh. Vâng. Có thêm con nói chuyện có thể vui hơn đấy ông nhỉ. Vâng. Thế từ hôm ông ra ở đây với lại bà nữa thì bà mất thì ông không ăn cơm chung cùng chị Ngọc à? Không. Cháu nó cũng ấy lắm, nó mắc con cái nó cũng chẳng ăn bền. Vâng. Thế là tự ông mọi thứ là từ đấy đến giờ là ông ăn một mình thôi. Vâng, ăn một mình bên này. Vâng. Chính cái đồng đoàn thì đây thì không hợp tính. Nó ăn cơm hồi mẹ nó còn sống với mẹ nó ăn không bao giờ nó mời chào bố nghe mẹ ăn cơm. Nó lũi nó ăn, nó khó tính. Con rể đấy ạ? Vâng, đấy con trẻ. Tức là chồng thứ ba của chị Ngọc đấy? Đấy là thứ hai. Chồng thứ hai? Vâng. À, anh chồng thứ hai? Vâng. Cháu đang nghĩ là đến anh chồng thứ ba cơ, anh chồng thứ ba này thì chưa. Thứ hai. Cái anh chồng thứ ba này ông nắm được chưa? Ông nói trước nó lấy một đời chồng, thế nhưng mà nó được ba đứa con thì thằng kia nó đi xây trước, nó đánh bạc, thế là về vợ nó nói, bây giờ nó đánh vợ nó thì là mới bỏ. Vâng. Còn thằng này nó theo nhau chứ nó cũng không có đăng ký, trước mà cũng không có khẩu ở đây. Vâng. Mẹ còn sống thế ăn uống không bao giờ bảo là con mời mẹ hay con mời bố ăn cơm. Nó đẻ lắm con quá đừng ra. Vâng, cháu thấy là bảo là cháu người con thì cũng khó. Còn mà thằng đi đầu thì nó bây giờ nó ở mấy ông bà ông ban ở trên Sơn Hòa. Vâng, ông bà nội đấy đúng không ạ? Vâng. Thế hôm rồi cháu cũng nghe cái thông tin vậy. Này không mai không nấu cháo ấy. Mai nấu cháo ăn không? Vâng. Vâng. Con nghĩ là gạo này thì ông thoải mái ông ăn được 1 đến 2 2 tháng đến 3 tháng đấy ông ạ. Vâng vâng. Vì ông ăn ít vậy mà. Vâng, đây ăn cố hết bao nhiêu đấy, không ăn nữa. Mỗi ngày ông có nấu một bát thôi các bạn, mà một bát thì cho cả nồi cơm ăn cả ngày. Vâng. Thôi ông ạ, tức là mấy đứa con của con trai mình về đi làm về từ đi làm ăn xa về, ông tính phương án nếu như mà anh ấy còn ở đây thì mình chuyển về ở với anh trai con trai thôi. Không, đây không ở. Không ở à? Không, khó tính lắm. Ông ở một mình như thế này cũng khó lắm ông ạ. Được, khó tính lắm. Chăm sóc như thế nào, mọi thứ. Con đến quay phim mà giúp ông cái này sợ con trai có nói gì không ông? Không. Không nói à? Vâng, cháu này còn cảm ơn các chú rồi. Cảm ơn không ạ? Vâng. Cháu chỉ sợ là con trai các chú nhá. Dạ vâng ạ, ông. Con chỉ sợ là con nên quay và giúp ông cái này chửi cho con là hỏng việc. Không. Dạ. Cháu thì nó tính thì nó không ai giúp bố thì coi như là nó không bao giờ nó nói, nó còn cảm ơn nữa. Dạ vâng. Nó khổ. Vâng. À, thế là một nồi này được mấy bát hả ông? Nồi này không phải hai bát thì giờ thì không ăn được nhiều, chỉ nấu độ bát gạo là ăn cả ngày đấy. Vâng, một bát gạo thì nó sẽ ra được được ba bát cơm không? Được. Thế là thành ra mỗi bữa ông ăn một bát? Vâng, bữa chỉ bát cơm nữa. Vâng. Hôm nay là có tí canh còn ăn cố đấy. Vâng. Còn mỗi khi chỉ là dưới cái miệng đít bát này thôi. Thế thành ra hôm nay là ông gắp là 6 miếng thịt, ông ăn có 2 miếng thôi. Vâng, vâng. Ăn như thế đấy. Ăn ít vậy ạ? Hay là ông ngại cháu? Không, không phải ngại đâu ạ.
Ôi trời. Mà đổ cái nước cành đi. Vâng. Không ăn mà chỉ cho độ chén gạo cho nấu cháo. Vâng. Mà đến chỗ nhà cô hát xong nó cô có đường vầy đến độ ít về nấu cho nấu cháo lấy chén gạo ăn cố nuốt. Vâng. Không nó quỵ ở đây khổ. Ông ơi, ông cắt hồ con với. Vâng. 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 Đấy là nãy con mình nấu các bạn ạ, để đưa ra cho thuận tiện. Cái phích kia là vẫn được chứ ông nhỉ? Vâng. Phích kia có nước không ạ? Có ít ạ. À có phải không ạ? Vâng. Mà bây giờ nó rét thì cũng chẳng cho rót vào đấy nữa. Vâng, không lấy ông nước. Thôi chú. Dạ. Không nữa thì đây thì ông bắc lên một tí này. Vâng. Cho nó ấm ấm một tí không ạ? Vâng. Rút lửa đi. Này, cái này phải rút để sang bên này, không là nó bén sang đây là... Vâng. Mai nhà ông lại sáng nhất khu này, ông lại bắt vạ cháu là chết đấy ông nhỉ. Cháu ghi lâu quá. Cháu rút ra bên này đi. Vâng. Không nữa là lại nó bén vào đống củi của ông. Thế bình thường củi này là ai đi lấy ông? Ông tự đi lấy được không? Cháu con Ngọc nó lấy đó. À, Ngọc lấy cho. Vâng. Mà bố yếu thì để cho con lấy. Thỉnh thoảng ấy là chị ấy có miếng thịt thì miếng cá lại là biếu ông chứ. Vâng. Vâng. Ông ơi. Dạ. Thế cái chuyến này đi là con đến thăm vào có món quà là cũng cận Tết là động viên ông không ạ? Vâng. Thôi được thì ông ấy có những cái định hướng và cái cách sống của ông riêng thì con cũng không biết là khuyên ông như nào. Vâng. Hôm nay con đến là thăm động viên ông. Vâng. Và món quà cho ông ăn Tết ông ạ. Vâng, bây giờ thì đỡ lời các chú. Dạ. Các chú hôm nay xuống đây thì cũng là thăm mấy thì thôi cũng chẳng biết nói gì. Vâng. Thì thôi chúc các chú. Vâng. Luôn luôn mạnh khỏe. Vâng. Mà chú về thì cũng truyền đạt với lại gia đình thôi, cũng sắp chuẩn bị đón xuân rồi thì cũng chúc gia đình luôn luôn mạnh khỏe hơn năm cũ. Vâng ạ. À. Ông ơi. Dạ. Ông thử xem nhé cái món quà này nhé. Cháu thì là người ở khu vực mình sinh sống đây. Vâng. Nhưng mà món quà này của ông là của một người ở tận Mỹ cơ ông ạ. Vâng. Đấy, tặng ông. Vâng. Cảm ơn anh Ân. À, cái số tiền gửi đến và mình sử dụng cho mua món quà tặng ông các bạn. Cảm ơn các mạnh thường quân, những khán giả mà đang theo dõi từng bước đi, từng video của kênh Giàng Áo Pháo. Và nay đến thăm ông Trường, một món quà trước Tết như vậy các bạn ạ. Mình sẽ kết thúc video tại đây các bạn nhé. Chuyến thăm và tặng quà ông, một ông cụ sống chọn sống một mình mà không sống với con cái. Nó những thứ mà quan điểm sống mình khó lắm các bạn. Thì mình chỉ biết là ông cụ sống một mình mà thấy khó khăn thì mình đến giúp thôi. Đó các bạn, và mình sẽ kết thúc video tại đây. Xuân năm mới kính chúc quý vị khán giả mọi thứ thuận lợi bình an. Giàng Áo Pháo xin kết thúc video. Xin chào, hẹn gặp lại các bạn khán giả.